Xin chào các bạn, các bạn khỏe không? Hôm nay á, thì mình sẽ không có làm roleplay trong video này, nhưng mà mình sẽ nói chuyện về phong tục tập quán. Phong tục tập quán của người Việt và người Hy Lạp. Người Hy Lạp á, là người châu Âu. Thì như mình biết á, là người châu Âu người ta sống rất là thoáng, rồi người ta giống như là thoải mái hơn người Việt Nam, người châu Á chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình thấy cái phong tục của người Hy Lạp nó không có phóng thoáng như là mình nghĩ đâu, mà nó cũng hơi giống như của người Việt Nam vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái phong tục tập quán của người Việt và phong tục tập quán của người Hy Lạp nó khác nhau như thế nào. Ok, trước tiên là mình nói về cái xã giao. Xã giao thì người Hy Lạp họ xã giao rất là phóng khoáng, okay. Giống như là họ rất là ấm áp và giống như là mến khách, giống như người Việt mình vậy đó. Thì người Việt mình đó là cái cách xã giao của người Việt mình rất là ấm áp và rất là phóng khoáng, rất là mến khách. Người Hy Lạp là lần đầu tiên mà họ gặp nhau thì trước tiên họ sẽ bắt tay, okay, bắt tay thân mật và họ giao tiếp rất là thân thiện bằng mắt, tức là họ nói chuyện rất là thân thiện trong ngày đầu tiên họ gặp bạn. Thì người Việt Nam của mình cũng như vậy, người Việt Nam của mình thì lần đầu tiên tất nhiên là phải bắt tay chứ, bắt tay gặp người ta là bắt tay trước để thể hiện cái sự thân thiện của mình đối với lại người khách của mình. Còn khi mà người ta thân thiện rồi, người ta đã biết nhau rồi, thì cách mà người ta đối xử sẽ khác. Cái lần thứ hai mà họ gặp là họ sẽ hôn lên má, họ sẽ ôm đối phương, ôm cái người bạn của mình, không biết là nam hay nữ, nhưng mà vẫn ôm và hôn lên má, okay, hôn lên má. Nhưng đàn ông với đàn ông thì lại khác nhé. Đàn ông mà hôn lên má thì hơi kỳ đó. Nhưng mà đàn ông của bên Hy Lạp là họ sẽ vỗ vai, okay, họ sẽ vỗ vai để tỏ cái lòng thân thiện. Giống như lần thứ hai mình gặp người ta thì mình sẽ vỗ vai chứ không có hôn lên má. Chỉ có nam nữ hôn lên má, okay. Nhưng nữ với nữ hôn lên má, nhưng mà nam với nam thì chỉ vỗ vai thôi, okay, vỗ vai. Okay. Tiếp theo là cái đó thì người Việt Nam của mình khi mà gặp lần hai thì mình nghĩ là mọi người nam hay nữ cũng đều bắt tay, okay, hoặc là chào, là xin chào anh, rồi gật đầu giống vậy, chào anh chào chị, gật đầu tỏ giảng lễ phép giống như là lịch sự, okay. Tiếp theo là cái ngày sinh nhật, okay. Mình thấy là ngày sinh nhật ở Việt Nam là họ mình quan tâm đến cái ngày sinh nhật, okay. Và mình nghĩ là rất là nhiều người trên thế giới họ cũng quan tâm đến cái ngày sinh nhật, giống như là họ quan trọng cái ngày sinh nhật hơn những cái ngày nào hết. Nhưng mà người Hy Lạp thì khác các bạn. Người Hy Lạp thì người ta lại quan trọng cái ngày đặt tên. Cái ngày đặt tên giống như là ngày tên thánh của người ta đó. Tức là cái người đó tên là John đi, thì cái ngày mà tên thánh của người John thì là ngày 6 tháng 1. Thì ai mà tên John cũng đều là ngày 6 tháng 1 hết. Thì cái ngày 6 tháng 1 đó là sẽ là mỗi năm sẽ là ngày rất là quan trọng đối với người thân của người đó và đối với cái người tên John đó. Okay. Thì khi mà họ gặp nhau mà họ biết nhau rồi thì họ hỏi tên như vậy thì họ sẽ biết được cái tên thánh. Thì tới mỗi lần mà tới cái ngày đó là họ sẽ gọi điện thoại cho nhau, họ nói là chúc mừng nha, chúc mừng ngày tên của ngày đặt tên của bạn nha, giống vậy á. Họ không quan trọng ngày sinh nhật mà họ quan trọng cái ngày đặt tên thánh, có nghĩa là cái ngày mà tên sinh nhật không quan trọng bằng ngày đặt tên thánh. Cái đó là phong tục của người Hy Lạp. Còn ok, giờ mình nói tới chuyện mà mời đi ăn đi uống của người Hy Lạp. Okay. Thì đối với người Hy Lạp và mình nghĩ là người Việt Nam cũng giống nhau, thì đi trễ 30 phút được xem là rất là bình thường. Giống như là
mình nghĩ tới chuyện mà hồi trước mình đi ăn đi đám cưới á, mẹ mình á là nhận được cái thiệp thì mời ba mẹ mình với là mình á, là mời 5:30 chiều. Thì hồi nhỏ mình đâu biết đâu, thì mình nói là ba mẹ ơi, đã 5:30 chiều rồi thì bây giờ mình phải đi. Nó không, người ta mời mình 5:30 chiều nhưng mà mình phải tới khoảng chừng 7 giờ. Cái nó ủa sao mà chết trễ vô nha, tại vì người ta mời 5:30 mà nó không phải, tại vì 7 giờ người ta tổ chức, người ta ghi vậy thôi. Giống vậy, như thì người Hy Lạp cũng giống giống như vậy đó. Người ta tới, người ta mời mình 5:30 đi, thì 6:30 người ta mới tổ chức, giống vậy đó. 30 phút trễ được gọi là bình thường, nhưng mà đối với những người phương Tây như người Mỹ, người Úc, người Pháp mình nghĩ thì cái thời gian nó không phải là thời gian dây thun như vậy, nhưng mà đó là cái phong tục nha, phong tục của người Việt là như vậy, mà phong tục của người Hy Lạp cũng như vậy. Còn những người Mỹ thì mời đúng giờ, đến đúng giờ. Ok. À, tiếp theo nữa là mặc đồ đẹp. Đến tiệc là tôn trọng người chủ tiệc. Okay. À, mặc đồ đẹp đến đến một cái buổi tiệc, mình nghĩ là cả phong tục Việt Nam, phong tục Hy Lạp và phong tục của những nước khác cũng y chang như vậy. Mình mặc đồ đẹp thì mình coi như là mình tôn trọng tới người chủ nhà, người chủ tiệc. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là mình phải mặc đồ đẹp mới tôn trọng. Cái nhiều lúc cái thái độ của mình nghĩ theo mình nghĩ là cái thái độ của mình cũng là một cách tôn trọng người ta. Thì nhưng mà đối với phong tục Hy Lạp á, thì mình nghĩ phong tục Việt Nam cũng vậy, là mặc đồ đẹp đến buổi tiệc là tôn trọng người chủ tiệc. Nhưng mà mình theo ý riêng của mình thì cái thái độ của mình nó vẫn vẫn được đánh giá cao hơn. Khi mà tiếp theo ha, là khi mà mình đến nhà của người ta để ăn tiệc hoặc là đến nhà chơi, nếu mà mình ngỏ lời với người chủ nhà là cô ơi, chị ơi, hay là chú ơi, bác ơi, có thể cho con giúp được cái gì không, như vậy chứ bác cũng làm công việc như vậy á, thì sẽ được đánh giá cao. Mà mình nghĩ đây là phong tục Việt Nam và Hy Lạp và những phong tục khác cũng y chang vậy thôi, tại vì mình lịch sự mà. Thì giống mình tới nhà người ta thì mình hỏi là ồ, mình có cần giúp gì không, vậy không? Chỉ có những người mà nó hơi hơi khó chịu chút xíu thì họ sẽ nói chắc không cần giúp gì đâu, không cần giúp gì đâu, như vậy á. Thì nhưng mà sau đó nó chờ đó rồi nói không cần giúp mà nó không giúp thiệt á. Đó là những trường hợp hơi đặc biệt chút xíu thì giống như họ chỉ nói là không cần giúp đâu, không cần giúp đâu, nhưng mà sau đó thì họ muốn mình giúp nhưng mà họ không nói, bởi vì nó cũng hơi làm khó người khách. Tiếp theo là khi mà bạn đến nhà thì người Hy Lạp rất là thích bạn khen căn nhà của họ. Mặc dù đối với mình nó thì nó không có đẹp, nhưng mà đối với người ta là nó cả một thế giới của người ta, nên nó là khi mà bạn qua nhà người ta đó thì bạn hay khen ồ, nhà đẹp quá, nhà đẹp quá, những gì mặc dù bạn bạn không có thích cho mấy, do không phải cái hợp cái cá tính của bạn, nhưng mà mình vẫn nên nói là căn nhà đẹp quá, giống vậy. Người Việt Nam của mình nghĩ cũng như vậy, nhưng mà có nhiều người Việt thì hay có nhiều người thì may bắt bẻ, trời đất ơi, nó nói xạo, có nhà xấu quắc gì mà nó nói. Nhưng mà thực sự ra mình nên khen hơn là nên chê, tại mình khen sẽ làm cho người khác vui. Còn là mình chê người ta thì mình cũng đâu có được gì đâu, mà người ta lại buồn á. Ok, bây giờ mình nói thế nghi thức ăn uống. Bây giờ mình nói tới nghi thức ăn uống ha. Thì đối với phong tục người Hy Lạp là người khách sẽ đứng cho đến khi được mời ngồi. Tại vì theo mình biết là cái bàn ăn của người Hy Lạp là họ có cái ghế ngồi, thì tất nhiên ở bàn họ có ghế rồi, thì cái ghế ngồi đó là họ đã sắp xếp là ai sẽ ngồi đâu, ai sẽ ngồi đâu, như người lớn thì ngồi bên đây, người nhỏ thì ngồi bên đây, hoặc là chủ nhà thì ngồi bên đây, khách thì ngồi bên đây. Và họ không muốn thay đổi chỗ. Cái còn người Việt Nam á, thì đặc biệt hơn chút xíu là các bạn có biết câu mà ăn coi nồi ngồi coi hướng không? Ok, thì mình nói cái đó là cũng hiểu, đó là
Tức là mình ngồi xuống, mặc dù người ta không mời mình nhưng mà mình mỏi chân quá mình ngồi xuống thì mình phải nhìn lại coi coi cái chỗ mình ngồi đó nó có ok không. Không thôi là trời đất ơi, không ngồi không không coi gì hết, không coi hướng. Giống như mình đi ra đường mà mình không có coi là mình bước chân trái chân phải trước. Thì người Việt của mình á thì là ăn có nồi mà coi hướng, nhưng mà người Hy Lạp thì họ lại cái kiểu như là họ muốn sắp xếp chỗ ngồi cho mình, chứ mẹ họ sẽ mời mình ngồi, nó ngồi đây đi đó. Còn người Việt thì ngồi đâu cũng được hết, nhưng mà mình ngồi thử một cái trời đất ơi ngồi không coi hướng gì hết trơn hết trọi không. Ok, tiếp theo là khi bạn ăn, người Hy Lạp họ dùng dao, dùng đĩa. Okay. Thì người Việt mình thì dùng muỗng hoặc dùng đĩa, hoặc là ăn cơm tấm thì mình xài muỗng với đĩa, nhưng mà còn người Hy Lạp họ xài dao xài đĩa. Okay. Thì khi mà họ ăn ăn thì là họ cầm dao bên tay phải, cầm đĩa bên tay trái. Việt Nam mình đó thì là cầm muỗng và cầm đĩa. Okay. Thì muỗng bên tay phải và đĩa bên tay trái, còn người Hy Lạp thì là dao bên tay phải, đĩa bên tay trái. Và họ ăn á, là họ ăn dao với lại đĩa, còn mình thì ăn muỗng, đa số là ăn muỗng. Còn có vài người thì ăn, mà đa số người Việt Nam mình thì ăn đũa, thì tay trái cầm cái cơm, còn tay phải thì đũa. Mình không phải là người giỏi ăn đũa, nhưng mà mình biết là tay trái cầm chén cơm và tay phải cầm đũa. Okay. Và người Việt Nam và người Hy Lạp đều có một cái phong tục là người lớn tuổi sẽ được phục vụ trước, xong rồi sau đó tới người nhỏ tuổi. Và tiếp theo là cái khuỷu tay ấy. Khuỷu tay của mình không bao giờ được để trên bàn. Để trên bàn mình nghĩ là chắc không ai để trên bàn, tại để trên bàn sao ăn, là để vậy ăn không ăn được. Nên cái khuỷu tay, và cái đó là hơi mất lịch sự, nếu hơi mất lịch sự thì mình để khuỷu tay ở dưới chứ không để khuỷu tay trên bàn. Tiếp theo đó là phong tục của người Hy Lạp, và mình nghĩ là người Việt Nam cũng như vậy, mình rất là nhiều nước khác cũng như vậy. Đối với người Hy Lạp thì bữa ăn là bữa mà người ta sẽ thảo luận, người ta sẽ nói trên trời dưới đất, nói chuyện trên trời dưới đất giống vậy. Và họ nói chuyện, họ bàn cãi với nhau, họ thảo luận với nhau trên bàn ăn. Đó là cái phong tục của người Hy Lạp. Nhưng mà còn người Việt Nam thì theo mình, những cái kinh nghiệm của mình thì mình biết là họ vẫn nói chuyện trên bàn ăn, vẫn nói chuyện, nhưng mà cái độ nói chuyện nó hạn chế lại. Thời trước đó là cũng hay bị la mà sao ăn không ăn nhưng mà nói hoài á, giống vậy á. Rồi có nhiều người nói là để ăn hết bữa cơm đi rồi hẳn nói, giống vậy. Chứ còn mà giống như là khi mà bữa tiệc mà vui thì vui á, thì nói trên trời dưới đất thì không sao, nhưng mà lúc có lâu lâu thì nói chuyện bị la. Nên là mình biết là phong tục Việt Nam họ muốn bữa ăn là chỉ ăn thôi, không nói chuyện. Còn phong tục Hy Lạp là khác, ngược lại. Tiếp theo là mình nói chuyện ăn súp, ăn canh. Thì người Hy Lạp họ ăn canh bằng cách như thế này, là họ lấy bánh mì á, họ chấm vô canh, mà họ chấm vô canh rồi ăn bánh mì. Giống như là canh nó thấm như bánh mì rồi đó, thì họ sẽ ăn bánh mì với canh. Còn người Việt mình là ăn bằng cái muỗng đó. Muỗng hút nhưng mà hút nhẹ thôi, hút nhóm như mình mà sộp sộp vậy là người ta nói là vô duyên. Nhưng người Hy Lạp đó, thì họ chấm bánh mì, ăn luôn bánh mì, chấm bánh mì vô canh. Còn người Việt mình thì ăn bằng muỗng nhưng mà ăn rất là nhẹ nhàng đó. Đó là lịch sự, là mình ăn rất là nhẹ nhàng, không có giống như mình này là không phải. Thì đó là phong tục ăn uống á. Tiếp theo là mình nói về cái văn hóa của người Hy Lạp.
và văn hóa của người Việt Nam. Okay. Người Hy Lạp á, họ không có quan trọng về vật chất, okay, mà cái họ quan trọng đây là gia đình. Gia đình họ giống cái kiểu như là người Việt, thì họ gia đình họ là trên hết. Họ muốn khi mà họ sống chung với nhau là họ muốn gia đình phải sống gần nhau. Có khi là sống chung một nhà, hoặc là nếu mà sống riêng nhà thì là phải gần 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 đó. Họ không muốn đi xa tại vì họ quan trọng gia đình. Thì mình nghĩ cũng giống với việc người Việt mình thôi. Thì người Việt mình cũng muốn là cái gia đình mình cũng là quan trọng hơn hết. Tiếp theo á, là mình nói về công việc làm ăn. Thì trong việc làm ăn của người Việt với người Hy Lạp nó khác nhau như thế nào? Người Hy Lạp á, và người Việt Nam giống nhau một chỗ là làm ăn rất hay. Giống như là biết cách tính toán, ai cũng biết tính toán, nhưng mà cách làm ăn á, là giống như là giỏi buôn bán. Hy Lạp và Việt Nam có chung một điểm đó. Nhưng mà theo ý kiến riêng của mình và theo những tìm hiểu của mình thì mình thấy người Việt Nam của mình làm ăn có tình người. Có nghĩa là không có thực dụng, giống như là mình làm ăn mình còn nghĩ tới đối phương. Mình còn nghĩ đến là cái người đối diện của mình như thế nào. Ở đây là mình nói những người làm ăn chân chính. Còn những người làm ăn mà hơi mất uy tín chút xíu á, thì là thôi không bàn đến. Thì nhưng mà người Hy Lạp thì trong việc làm ăn họ rất là thực dụng. Người Việt Nam mình chút xíu thực dụng nhưng mà không thực dụng như là người Hy Lạp. Người Việt Nam ở Việt Nam á, thì cái cách làm ăn của họ là nghĩ đến đối phương, giống như là cân bằng giữa hai bên. Còn người Hy Lạp á, là một khi mà vô làm ăn rồi á, là họ rất là thực dụng. Người Việt mình á, là giống như là mình thích cái cách làm việc của người Việt hơn. Giống như là họ nghĩ đến đối phương á, sống tình người á, giống như bạn có tình người chút xíu. Còn Hy Lạp thì không hẳn như vậy. Ok, bây giờ thì mình nói về cái phong tục tập quán của người Hy Lạp. Phong tục tập quán người Hy Lạp như thế nào? Các bạn biết là nhổ nước bọt không? Nhổ nước bọt á, giống như là phun nước miếng á. Thì cái phun nước miếng đó ở Việt Nam của mình, người Việt Nam mình thấy mà ai phun nước miếng là mình nói rồi, mất lịch sự cực kỳ. Ai mà đi phun nước miếng giống vậy. Nhưng mà người Hy Lạp á, thì khác nha. Người Hy Lạp phun nước miếng có nghĩa là xua đuổi cái xui xẻo, xua đuổi ma quỷ giống vậy á. Mình đã có cơ hội để tham dự một buổi giống như là vô đạo á, của người Hy Lạp, đạo Cơ Đốc, Orthodox của người Hy Lạp. Thì mình được tham gia một cái buổi đó, thì ông cha nhà thờ mới gọi là kêu là phun nước miếng. Mình nói ủa sao làm gì phun nước miếng ta, nhưng mà lúc đó mình không biết phong tục lắm. Sau mình tìm hiểu mới biết là phun nước miếng là xua đuổi tà ma, chứ không phải là mất sự. Không phải là mất sự mới phun đâu, mà người ta cảm thấy xui xẻo quá là người ta phun. Còn Việt Nam mình thì phun nước miếng là trời đất ơi, sao mà vô duyên dữ vậy. Nhưng mà cái phong tục của người Hy Lạp là phun nước miếng là loại bỏ cái sự xui xẻo, xui quá phun nước miếng. Còn người Việt mình thì là phun nước miếng là để coi thường nhau, giống như là người ta ghét nhau người ta phun nước miếng. Nhưng mà thì đó là mất sự ở người Việt Nam. Ok, tiếp theo là mình nói về con mèo đen. Không, mình cũng không chắc là con mèo đen đối với người Việt mình như thế nào. Con mèo đen là con mèo mà nó kêu meo meo á bạn. Con mèo nó kêu meo meo á, nó là nó đó. Thì mình không biết là thực sự là con mèo đen là nó là có xui xẻo đối với người Việt Nam hay không. Nhưng mà đối với người Hy Lạp là tối kỵ. Người ta đi ra đường mà gặp con mèo đen, người ta nói trời đất ơi, hôm nay chắc là
xui cả ngày rồi đó, mà đầu tháng là chắc xui cả tháng rồi đó, mà đầu năm ra đường chắc xui cả năm. Mình nói giỡn thôi chứ họ tin là khi mà ra đường đó, gặp con mèo đen là xui cả ngày. Còn quan niệm mà xui cả năm thì mình không không nghĩ đến, không mình không biết, không nghe tới cái đó, tại vì mình chỉ nghe đến là cả ngày thôi. Cả ngày là muốn chết nè, xui cả năm chắc là mệt lắm á. Thì cái phong tục của người Hy Lạp á là họ thấy con mèo đen là rất là xui xẻo, rất là xui xẻo. Còn đối với người Việt thì mình nghĩ con mèo đen á thì vừa gặp con mèo mèo đen thì họ chỉ nói là ô con mèo mun đen là mun. Thì chắc mình nghĩ là con mèo đen nó không có xui nó nổi vậy đâu. Ok, mình qua cái xui khác của người Hy Lạp không. Cái xui khác của người Hy Lạp mà mình nghĩ cũng là người Việt Nam luôn là vỡ gương và vỡ kính. Giống như là bể đồ thủy tinh á, hoặc là bể gương, bể cái gương soi mặt á, là rất là xui xẻo. Rất là xui xẻo. Người ta nói á, mà mình nghĩ đó là cũng là người Việt mình đó, là cũng là xui xẻo luôn. Bây giờ mình sẽ nói á, người Hy Lạp á, họ tin là khi mà bể vương bể cái gương là có một cái gì đó ghê gớm nó sắp xảy ra. Còn người Việt mình á, bị bể gương á, cái đầu tiên mình cảm thấy xui nhất đó là mẹ mình hoặc là bà của mình hoặc là cô dì chú bác của mình, người lớn sẽ nói trời đất ơi làm bể gương á, trời nó con nó xui dữ lắm á nha, để không được làm bể nó nghe chưa, không được. Đó là cái xui đầu tiên mà mình thấy đó, là mình bị la trước. Còn đối với người Hy Lạp á thì họ họ chỉ im lặng, họ nói là rồi hôm nay là xui lắm á. Nhưng mà còn người Việt mình là trời đất ơi bể gương nè, tại sao lại làm bể gương vậy, trời có cái gương không mà cũng làm bể, nó vô sự quá. Đó thì đó là cái phong tục về bể gương. Thì đó là cái ý kiến của mình, là mình thấy là người Việt mình trước tiên cái xui xẻo lớn nhất là bị la trước, là làm bể là hơi xui vậy đó. Ok, đó là những gì mà mình thu thập được về phong tục của người Hy Lạp và phong tục của người Việt Nam, những điểm giống nhau và khác nhau. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hiện giờ là buổi tối của bạn và bạn chuẩn bị đi ngủ thì mình chúc bạn buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Ok, và mình sẽ cố gắng làm thêm những cái video để giúp các bạn có thể ngủ ngon và thư giãn, cái thoải mái, thả lỏng cơ thể. Ok, mình cảm ơn các bạn đã đăng ký vào với kênh của mình, bấm nút like và để là comment cho mình. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Ok, mình xin chào và hẹn gặp lại.